Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas đang leo thang căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới khu bờ Tây bị Israel chiếm đóng, gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah. Cuộc gặp diễn ra trong khoảng 1 giờ, song hai bên không phát biểu trước báo giới. Theo người phát ngôn của Tổng thống chính quyền Palestine, ông Nabil Abu Rudenet, tại cuộc gặp, Tổng thống chính quyền Palestine Abbas đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Ngoại trưởng Blinken khẳng định cam kết của Washington trong việc đưa viện trợ vào dải Gaza cũng như khôi phục các dịch vụ thiết yếu tại đây. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh Washington cam kết nỗ lực hướng tới hiện thực hóa nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine về việc thành lập một nhà nước Palestine. Theo ông, việc chính quyền Palestine kiểm soát dải Gaza suy cho cùng là việc có ý nghĩa nhất, song cho rằng các nước cũng như các tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò quản lý và đảm bảo an ninh tạm thời. Bên cạnh đó, hai bên đã thảo luận sự cần thiết ngăn chặn bạo lực cực đoan nhằm vào người Palestine tại bờ Tây. Ngoại trưởng Blinken cho rằng người dân Palestine ở Gaza sẽ không bị buộc phải di dời. Ông Blinken đến Ramallah chỉ một ngày sau cuộc gặp các ngoại trưởng Ả Rập tại Jordan. Trước đó, ông cũng đã tới thăm Israel. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới bờ Tây lần này không được công bố trước vì lý do an ninh. Kể từ khi nổ ra xung đột, Ngoại trưởng Blinken đã thực hiện 3 chuyến đi tới Israel cũng như tới thăm nhiều nước Ả Rập khác. Theo các quan chức Israel, Mỹ đã không kêu gọi ngừng bắn, thay vào đó ủng hộ mục tiêu của Israel trong việc tiêu diệt lực lượng Hamas. Phát biểu họp báo cùng người đồng cấp Jordan và Ai Cập tại Amman, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc ngừng chiến dịch tấn công của quân đội Israel IDF vào dải Gaza sẽ tạo điều kiện cho Hamas tồn tại, tập hợp lực lượng và gây ra các vụ tấn công tương tự như hôm 7 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, ông chỉ trích Israel leo thang căng thẳng ở bờ Tây và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tiếp tục hỗ trợ chính quyền Palestine. Trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hồi tuần trước, Ngoại trưởng Blinken cho rằng chính quyền Palestine cần giành lại quyền kiểm soát Gaza. Ngày 5 tháng 11, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng lực lượng Israel hiện đang tiến hành một cuộc tấn công trên diện rộng ở Gaza. Theo tờ The Times of Israel, ông Hagari cho biết hiện có các cuộc tấn công diện rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố, cả dưới mặt đất và trên cao. Cũng theo ông Hagari, lực lượng phòng vệ Israel đã bao vây hoàn toàn thành phố Gaza và chia dải Gaza thành hai phần, Bắc và Nam Gaza. Về phía Hamas, nhóm này cáo buộc Israel thực hiện các vụ đánh bom dữ dội xung quanh một số bệnh viện ở phía bắc dải Gaza trong đêm 5 tháng 11. Ông Salama Marouf, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Hamas, nói trong hơn một giờ, các vụ đánh bom dữ dội đã diễn ra xung quanh các bệnh viện. Các bên đưa ra những tuyên bố trên trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn với các đợt không kích của Israel vào Gaza và các đợt bắn rocket của Hamas vào lãnh thổ Israel. Đài CNN ngày 5 tháng 11 dẫn lời các quan chức tại bệnh viện gần trại tị nạn Al-Maghazi, Gaza, nói rằng cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn này một ngày trước đó đã làm 52 người thiệt mạng. Tại bờ Tây, Bộ Y tế Palestine cho biết có 3 người thiệt mạng ở làng Abu Dis, giáp với Jerusalem, sau khi lực lượng Israel tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào sáng sớm 5 tháng 11. Người phát ngôn tiếp tục kêu gọi dân thường rời khỏi phía bắc Gaza để tiến về phía nam. Xung đột Israel-Hamas bước vào giai đoạn mới với những diễn biến đối đầu căng thẳng của Israel và lực lượng Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 4 tháng 11 công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các cuộc tấn công của họ nhằm các địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban, nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket của nhóm này vào miền bắc Israel. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu không kích bao gồm cơ sở hạ tầng, các địa điểm lưu trữ tên lửa và các khu nhà được nhóm Hezbollah sử dụng. Trước đó cùng ngày, lực lượng Hezbollah của Liban tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công đồng thời vào các vị trí của Israel ở biên giới với Liban,
trong bối cảnh người dân ở miền Nam Liban báo cáo một số cuộc tấn công ác liệt nhất của Israel trong nhiều tuần đụng độ xuyên biên giới. Theo Reuters, quân đội Israel nói rằng các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah để đáp trả những cuộc tấn công từ phía Liban và đang yểm trợ cho không kích bằng pháo binh, xe tăng. Một nguồn tin Liban quen thuộc với các cuộc tấn công của Hezbollah cho biết nhóm này đã bắn một tên lửa cực mạnh chưa từng được sử dụng trong cuộc giao tranh và nói rằng nó đã đánh trúng một vị trí của Israel bên kia biên giới. Lãnh đạo Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Hamas-Israel bắt đầu ngày 3 tháng 11 cho biết sự leo thang trên mặt trận Liban sẽ phụ thuộc vào các sự kiện ở Gaza và hành động của Israel đối với Liban. Ông cũng nói rằng các cuộc tấn công cho đến nay ở biên giới sẽ không phải là tất cả do Hezbollah thực hiện. Các nguồn tin an ninh và nhân chứng ở Liban cũng đã báo cáo về một số cuộc tấn công nặng nề nhất của Israel cho đến nay. Gần 60 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong xung đột. Một cư dân là Paul Gray phát biểu với hãng tin Reuters khi đang ở Qiyam. Các cuộc pháo kích hôm nay ngày càng gia tăng mạnh mẽ, gồm cả pháo kích của lực lượng kháng chiến và pháo kích đáp trả của người Israel. Israel tuyên bố họ không quan tâm đến xung đột ở biên giới phía Bắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng trước đã cảnh báo Hezbollah không nên mở mặt trận chiến tranh thứ hai, nói rằng làm như vậy sẽ dẫn đến những cuộc phản công của Israel với quy mô không thể tưởng tượng được và sẽ tàn phá Liban. Mặc dù vậy, trên thực tế, Hezbollah đã đấu súng với lực lượng Israel dọc biên giới Liban-Israel kể từ khi Hamas, đồng minh Ả Rập của họ, phát động cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Làn sóng này đánh dấu cuộc giao tranh tồi tệ nhất ở biên giới Liban-Israel kể từ cuộc chiến năm 2006. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ loại bỏ Hamas và lực lượng mặt đất của IDF đã tiến vào Gaza để bắt đầu chiến dịch. Một trong những thách thức lớn nhất của Israel là hệ thống hầm ngầm, gồm mạng lưới lối đi hẹp chằng chịt, chứa đầy bom, bẫy và các điểm phục kích. Israel có đơn vị chuyên tác chiến dưới lòng đất, nhưng họ cũng đối mặt với mối đe dọa bị thương vong nặng khi cận chiến với Hamas. Theo Fox, thay vì điều động lực lượng xuống các đường hầm, IDF được xem có tiềm lực UAV để thực hiện nhiệm vụ. Trên thực tế, đường hầm là địa hình hóc búa hàng đầu để điều khiển UAV. Cấu trúc ngầm đầy chướng ngại vật và dễ va chạm có thể làm gãy cánh quạt khiến UAV bị vô hiệu. Ngoài ra, UAV thường dựa vào GPS hoặc vệ tinh để điều hướng và tín hiệu dưới lòng đất có thể không hiệu quả. Theo Fox, các nhà phát triển UAV đã có những biện pháp đối phó với thách thức này. Vấn đề đầu tiên có thể được giải quyết bằng cảm biến chống va chạm và các cánh quạt được đặt trong lồng bảo vệ. Vấn đề còn lại có thể được xử lý bằng công nghệ tọa độ hóa và dựng lại bản đồ môi trường. SLAM rất giống với những gì con người làm theo bản năng khi bước vào một tòa nhà xa lạ, tự động tạo ra một hình ảnh trong đầu về địa điểm đó để có thể dễ dàng tìm đường xung quanh mà không cần bản đồ. UAV sử dụng SLAM xây dựng bản đồ 3D về khu vực vũ khí xâm nhập, đồng thời định vị vị trí của UAV. Theo Fox, Israel đã sở hữu những công nghệ nói trên. Công ty Elbit System đã phát triển một hệ thống mang tên Legion X, có thể linh hoạt chia sẻ dữ liệu giữa nhiều thiết bị không người lái như robot UAV. Theo Elbit, bầy đàn UAV tích hợp trong hệ thống Legion X có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến nhóm, di chuyển một cách thích ứng, đưa ra quyết định và tương tác thông minh với môi trường xung quanh. Legion X có thể kết nối robot có bánh xe hoặc có chân để hỗ trợ máy bay không người lái hoặc hoạt động như điểm liên lạc để duy trì kết nối với UAV ở sâu trong đường hầm. Sự kết hợp này sẽ cho phép Israel có thể tác chiến ngầm với Hamas mà không phải đưa lực lượng vào bên trong, giảm nguy cơ tổn thất về nhân sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!